Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin ngày hôm nay. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị, sau trận mưa lũ kỷ lục khiến 15 người tử vong, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu cùng lúc nhiều loại thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, quốc gia này đang chứng kiến sự hội tụ của mưa lũ, nắng nóng và lốc xoáy, khiến hàng triệu người phải di rời, tài sản và đất canh tác bị cuốn trôi. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường vào tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Ngày 1 tháng 10, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, miền Nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến ngày 4 tháng 10. Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như trút nước trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan vào cuối ngày 30 tháng 9. Một trận lốc xoáy đã xé toạc các khu vực của Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.000 người dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang, khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ công tác ứng phó. Một địa điểm quan trọng sát thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,5 mét vào ngày 28 tháng 9, cao nhất trong 21 năm qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng và tiếp tục cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ. Trong đó, lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ, lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ cho đến nay, Trung Quốc đã xảy ra 5 đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (CNC), kể từ tháng 6, lượng mưa ở lưu vực sông Châu Giang, một hệ thống sông rộng lớn chảy qua Quảng Đông và các khu vực thuộc Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1961. Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 4 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Hôm 1 tháng 10, cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra những nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước, đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đầm lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, vượt qua 40 độ C. Theo đó, vào 6 giờ ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, mức cảnh báo cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ ở nước này. Nhiệt độ phổ biến ở các địa phương miền Bắc Trung Quốc đều trên 35 độ C, một số nơi lên đến 40 độ C, thậm chí trên 41 độ C. Ngày 1 tháng 10, hơn 500 cảnh báo nhiệt độ cao có hiệu lực được đưa ra tại các huyện, thị trên cả nước Trung Quốc, chủ yếu ở các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Kinh, Nội Mông, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tô. Trong số đó, Đài khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Mức cảnh báo cao nhất, Đài khí tượng tỉnh An Huy và Sơn Đông đưa ra mức cảnh báo màu cam, chỉ sau báo động đỏ. Riêng tỉnh Hà Nam có tới hơn 100 huyện thị công bố mức cảnh báo màu đỏ và cam. 44 huyện thị tại đây nhiệt độ từ 40 đến 42 độ C. Một số địa phương nhiệt độ cao nhất trong ngày 1 tháng 10 đã vượt ngưỡng cùng kỳ năm trước, đạt mức nắng nóng kỷ lục. Thời tiết nóng bức đã bao trùm thủ đô Bắc Kinh, thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm 2021. Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ cho biết, trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố vào hôm 23 tháng 6, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế xã hội. Tài liệu cho hay, biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài, mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đạt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước, lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16 trong giai đoạn 2021 đến 2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải khí carbon lớn nhất, đã cam kết sẽ đưa lượng khí thải nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Tuần qua, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý khi bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra vào mùa hè. Một quan chức cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo vào tuần vừa qua, điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi vào mùa hè năm nay. Có thể thấy những dấu hiệu thiên tai bất thường tại Trung Quốc đã được ghi nhận ngay từ đầu hè, với những trận lũ lụt lịch sử, nhấn chìm Phượng Hoàng cổ trấn hay mưa lớn khiến lũ trên 100 con sông vượt mức báo động. Lũ trên hơn 100 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động vì mưa lớn. Cụ thể, một đợt mưa lớn xuất hiện từ ngày 29 tháng 9 đã khiến cho mực nước trên 22 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét, gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,9 mét. Hôm 29 tháng 9, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến cho một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 30 con sông vượt mức báo động. Tính đến sáng ngày 30 tháng 9, gần 76.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hoài Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm 1 tháng 10. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng đã phát đi báo động đỏ về lũ lụt. Trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 6. Địa hình sẽ có mưa lũ cộng với những sự tác động của biến đổi khí hậu đã khiến người dân Trung Quốc hứng chịu nhiều thiên tai trong thời gian gần đây. Mặc dù đã được dự báo trước, những trận mưa lũ vừa qua cũng gây ra thiệt hại không ít cho một số tỉnh miền Nam nước này. Thưa quý vị, sáng 4 tháng 10, mực nước của 7 con sông ở siêu đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vẫn ở trên mức cảnh báo sau khi mưa lớn trút xuống hầu hết các khu vực của thành phố. Trùng Khánh là một trong những thành phố đông đúc nhất Trung Quốc với 30 triệu dân. Theo trạm quan trắc khí tượng Thủy Văn Trùng Khánh, mưa lớn đã hoành hành trên khắp 24 quận và huyện của thành phố trong 24 giờ kể từ 8 giờ ngày 3 tháng 10, với làng Bài Gian ở quận An Phi nhận lượng mưa theo ngày cao nhất là 251,5 mm. Trong khi đó, Văn phòng Tài nguyên nước thành phố cho biết quận Bắc Bắc đã chứng kiến các trận mưa liên tiếp kể từ sáng ngày 29 tháng 9 đến sáng 3 tháng 10 với lượng mưa khoảng 219 mm. Truyền thông nhà nước đưa tin, mưa lớn trong vài ngày qua ở Trùng Khánh đã dẫn đến lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại nước này kể từ khi mùa mưa năm nay bắt đầu. Mùa mưa ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Sáng 3 tháng 10, trạm quan trắc khí tượng Thủy Văn Trùng Khánh đã phát cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ lụt ở một con sông ở quận Vạn Châu và một con sông khác ở quận Kỳ Giang, vì những con sông này dự kiến sẽ ghi nhận mực nước dâng cao. Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc được chia làm 4 cấp, với màu đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Cục Quản lý Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết sáng 4 tháng 10, mưa bão đã khiến cây cầu đường sắt Tứ Bộ Hà tại Trùng Khánh bị sập một phần, dẫn đến các hoạt động giao thông đường sắt bị gián đoạn. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà trong khu vực mưa bão bị hư hại, trong khi công tác sơ tán người dân bằng thuyền cứu hộ đang được triển khai. Truyền thông địa phương đưa tin thêm về chiếc ô tô chở 5 người đã bị nước lũ cuốn trôi vào tối 3 tháng 10 tại huyện Quế Han, tỉnh Hà Nam, trong đó một người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố Trùng Khánh đang triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn như chỉ dẫn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở các vùng thuộc Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10. Theo đó đã gia hạn cảnh báo màu xanh về nguy cơ mưa bão ở các vùng tại nước này. Trong tháng qua, mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc, kéo theo các hiện tượng lũ quét và lở đất chết người. Chính phủ nước này đã nâng cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp tin xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.